Thời điểm này, thành phố Hưng Yên vẫn đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Dân gian Phú Hiến năm 2024. Đêm khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút tối mai, ngày 29 tháng 2, tức 20 tháng Giêng âm lịch, trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Khu vực trung tâm diễn ra lễ khai mạc và các hoạt động của lễ hội được trang hoàng cờ hoa và pano áp phích cỡ lớn, giới thiệu về các di tích trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến. Các tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp ngăn nắp, hệ thống biển báo, đèn hoa, đèn trang trí được lắp đặt. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cũng đã được triển khai cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chuẩn bị các phương án cứu hộ tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ dưới nước. Tất cả sẵn sàng để mang tới cho du khách vẻ đẹp của không gian di tích cùng những sinh hoạt văn hóa của người dân vùng Phú Hiến. Lễ hội diễn ra gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ thì được tổ chức vào 19:30 ngày 29 tháng 2 năm 2024 tại khuôn viên của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến. Sau phần lễ dâng hương, lễ khai mạc thì sẽ diễn ra cái chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp với chủ đề Phố Hiến, tinh hoa hội tụ và phát triển. Thế và cùng với hoạt động thả đèn hoa đăng trên Hồ Bán Nguyệt trong cái đêm khai mạc lễ hội. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của thành phố, thì lễ hội văn hóa dân gian Phú Hiến năm 2024 sẽ thành công tốt đẹp và sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và nhân dân về với lễ hội. Tại khu vực cụm di tích đền Trần Điện Mẫu và Hồ Bán Nguyệt đã diễn ra một số hoạt động mở màn lễ hội như trưng bày triển lãm cổ vật, triển lãm sinh vật cảnh và triển lãm ảnh, thu hút nhiều người dân và du khách tham quan chiêm ngưỡng.